Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ ra ngoài vườn thấy rau lốt này quá trời luôn nè. Cái này là lá lốt đó các bạn. Mưa nhiều nên nó lên rất là tốt luôn á. Nên là bây giờ mình sẽ trồng có một loạt này rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ hái lá lốt để hôm nay sẽ đãi cả nhà một món, đó là mình sẽ làm bò xào lá lốt nhé. Đây mình hái được một nắm rồi này. Mình sẽ hái thêm một chút nữa. Món này thì ăn rất là ngon mà lại đơn giản đấy. Món này thì làm rất là nhanh. Mình có đi làm về và tiết kiệm thời gian thì có thể mua lá lốt về và mình làm rất là nhanh thôi. Mình thay thế mình xào cho thay vì mình xào thịt bò, mình hay xào hành tây, xào rau hoa thiên lý, thì các bạn thử xào lá lốt xem nhé. Nhà mình thì rất là thích món này. Đang cái mùa lá lốt này. Nhiều đây chắc cũng gần. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì nhà mình sẽ ăn một món ăn từ thịt bò, đó là nhà mình hôm nay mình sẽ làm món bò xào lá lốt nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 300g thịt bò. Cái này mình đã thái sẵn lá lốt. Cái này lá lốt thì mình vừa hái ở ngoài vườn đó. Cái này là nhà mình trồng và mình đã rửa sạch tỏi bằm. Bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ đi ướp thịt bò nhé. Món thịt bò xào lá lốt này thì rất là dinh dưỡng mà lại đơn giản, dễ làm. Mình có thể làm cho cái bữa cơm hàng ngày của mình. Đi làm về bận rộn thì chỉ cần mua lá lốt và thịt bò về mình xào bình thường như mình xào với hành tây hay là hoa thiên lý, mình có thể đủ khẩu vị. Và lá lốt ăn cũng rất là tốt. Mình sẽ ướp hạt nêm, tiêu, bột ngọt và một chút xíu nước mắm, một chút xíu dầu ăn để khi mà mình xào thì cái thịt bò của mình nó được mềm nhé. Thì mình sẽ cho một nửa vào đây mình ướp trước, và phần còn lại thì lát nữa mình sẽ để mình phi trước lúc mình xào. Mình trộn đều lên mình ướp và thịt bò khoảng 10 phút. Và cái món lá lốt này thì mình có thể làm món bò cuốn lá lốt, hoặc là lá lốt này mình xào với thịt bò hoặc thịt trâu thì ăn đều rất là ngon. Rồi mình sẽ để đây và ướp trong khoảng 10 phút nhé. Trong thời gian chờ ướp thịt bò thì mình sẽ thái phần lá lốt của mình. Phần lá lốt thì mình có thể bỏ cái phần đầu đi hoặc là không bỏ thì tùy thích nhé. Đây thì mình sẽ bỏ cái phần đầu. Mình thái 2 thế 3 ra.
thì mình sẽ mang đi xả nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xả nhé. Mình cho một xí dầu ăn. Đây là món thịt bò xào lá lốt của mình vừa làm xong, rất là hấp dẫn. Bây giờ thì mình sẽ ăn cùng với cơm nóng. Hy vọng là các bạn đã có thêm cho mình thêm một món vào thực đơn để cho gia đình của mình đổi bữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.